kiếm này nhỏ nhỏ chen vô anh. Trên này. Sau đó có một cây mà qua để là chị trồng cho. Em không biết săn sóc về săn sóc không tốt cây người ta. Chứ còn gì nữa. Đây này đợi ba chen không vô được không? Chen không nổi rồi. Thôi bốn đi rồi này cái mơ chỗ nữa. Không có chiều ghé bọc thì chị để một bọc cao lên rồi cho em treo bên. Chắc không gãy bông đâu. Này để giữa. Chiều. Đó để này cái trên bẩn á. Cái này cái giống khác cũng nở lợt hơn nè chị. Giống khác luôn. Chiều chị tiền cho nó vô bọc treo. Vô bọc treo. Bọc treo chị treo hai bên chắc cũng hết á. Chị máng vô. Máng xe chị treo được có một bên à xe. Đâu có à, treo ngay cái tay cầm á hả? Treo ngay cái kiến xe. Vô kiến xe chị. Em chuyên gia em treo vô kiến xe. Em không mất một mà treo được có một bên à. Treo vô kiến xe chị ơi. Em chơi chở bông trang mà nó cao nhiều ngào em treo vô kiến xe nó chắc chắn nó không dớt. Ôi này cái này là được 3-4 loại luôn rồi. Ông này là một loại rồi. Ông này bên này ông bên đây một loại. Này hồng khác nữa nè. Ông đó là cái nơi khác luôn. Ông này là một loại nữa. Cái này với cái đó giống á. Này với cái đó giống. Dư là được 3 loại 4 loại. Thấy mấy bà ở ngoài miền Bắc cái loại của cơ quan của mua của trong cơ quan nó ra rẻ chân còn cái mua 10 ngàn nó ra rẻ. Dạ. Hay là chim của mấy người ngoài miền Bắc lai mấy lăng gừng đẹp quá. Hồi đó cô dâu cài bông lan này không à, giờ không ai cài hết chưa. Cái này đều gọi là len rô hết không chị Tiền? Len rô mà. Len rô mà. Cái cây con cũng có bông nữa. Cây con nhỏ nó o từ lên rồi nó có bông. Lâu có bông. Cái này là nó dìa tắt được thêm cây nữa. Lấy chim, lấy chim. Thấy cái cây này biết có bông của ai sẵn rồi quay hả? Nè cây đẹp nè, thấy chưa? Không có bỏ tiền cho mua bông mà có bông để quay vậy nó mới sướng. Ờ, dữ rồi. Nó có nụ hết trơn rồi mà có... Nghe cái này có nụ chưa? 15 ngàn cây nè, rẻ chứ. Nào cho nó suông suông chắc vô bọc cho nó dễ. Đừng chậu nữa. Đừng chậu nữa. Ừ, nó ra đi. Đây là 8 chậu. Đó. Kìa, đi nè. Treo được không? 8 chậu. Có cần cái cọng dây gì treo vô nữa không? Cái này, cái dây đó vậy thôi. Chứ treo bên hông sợ nó yếu rồi. Em móc thử rồi. Nè. Rồi vậy là ba chậu này cho vô bọc treo lên kia nữa xong. Ủa chị Tiền còn chậu đó, kêu chưa? Ta còn chậu tao quánh một cái. Vì gì rồi tao lấy chậu này. Vậy là còn dư chậu. Rồi còn để em chở về. Vậy. Qua lên đây coi chị. Treo vô xe mấy bạn ơi. Bông súng nè. Coi bông súng nè. Coi bông súng nè. Đây treo vô xe. Ủa gì mà sao treo ta? Coi cái này ra bông luôn rồi nè. Nó
cũng làm đơn giản quá, nó trồng những cái ly mũ kìa. Dạ. Hồi đẹp mắt không có tài. Cái này bỏ hả chị Tàn? Ừ, lụm đi. Bỏ hả chị Tàn, sao thấy nó nằm chỗ lưỡi đây, chắc em hồi em xách về quá. Cái này bỏ hả? Ờ, nó gần ra nụ rồi. Hồi đẹp. Hồ đẹp. Chị quá bị tòng thòng. Thử coi gì đây. Cột sáng. Giờ nó còn ngắn nữa. Đây nữa. Mình đang làm gì vậy? Mình kiếm này. Nó thòng xuống là gì? Cái này là chị sợ cái nó quạt á, gió nó quạt hay lắm. Cao, cái này cột lên nữa, cột lên nữa. Bay trong gió. Anh này có cái nổ không? Còn có hai cây mà. Bút luôn nè. Chim chim. Bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ. Bye.